Chúng ta trở lại sách Khải Huyền. Hôm trước là chúng ta đã dừng lại ở trên trong Khải Huyền chương 21. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua Khải Huyền chương 22. Chúng ta sẽ học từ câu 1 cho đến câu số 5. Và phần còn lại thì chúng ta sẽ học vào ngày mai. Khải Huyền chương 22 câu 1 cho đến câu số 5. Rồi xin mời một chị em đọc giúp Khải Huyền chương 22 câu 1 cho đến câu số 5. Nga xin đọc nha mục sư. Dạ. Dạ xin mời chị. Xin đọc lời Chúa. Dạ. Nga xin đọc lời Chúa sách Khải Huyền đoạn 22 từ câu 1. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trông như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân, chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Amen. Chúa. Amen. Dạ. Ở trong đoạn 22 đó, cái tiêu đề của đoạn 22 đó gọi là phước của kẻ được chọn. Ở trong chương 21 thì cho chúng ta thấy được là trời mới, đất mới và Jerusalem mới. Tức là từ đoạn 21 cho đến hết đoạn 22, đó là cái viễn cảnh của trời mới, đất mới. Và hầu cho chúng ta hiểu được, chúng ta là người được chọn, chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu. Và tôi và biết bà chị em sẽ được ở một cái nơi mà Chúa gọi là Jerusalem mới. Để có thể làm sáng tỏ điều này, chúng ta cùng mở lại ở trong 14. Giăng đoạn 14 câu 1 cho đến câu 3. Giăng 14 câu 1 cho đến câu 3. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Amen. Amen. Các môn đồ theo Chúa Giê-xu thì họ có một cái thắc mắc là không biết rằng là sẽ đi đâu rồi ở đâu. Thì Chúa nói rằng các ngươi chớ có bối rối và đừng sợ hãi. Tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa, vì trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Để bằng chẳng vậy, ta nói cùng các ngươi, ta đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta. Như vậy đây là lời hứa chắc chắn của Chúa. Cái sắm sẵn một chỗ đây không có nghĩa là thiên đàng chưa có. Thật là thiên đàng đã có từ ban đầu. Chúng ta cùng xem ở trong Matthew chương 25. Matthew chương 25 câu số 34. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Amen. Amen. Như vậy thì chúng ta thấy rằng qua sự mặc khải Chúa Giê-xu, qua sự xác nhận của Chúa Giê-xu rằng là gì? Là thiên đàng hay là nước thiên đàng đã được sắm sẵn cho người từ khi dựng nên trời đất. Có nghĩa là thiên đàng đã có rồi. Thiên đàng không phải là sự tình cờ, mà thiên đàng là có kế hoạch của Đức Chúa Trời cho loài người của chúng ta. Cũng giống như chiên con vậy đó. Chiên con được bị chịu giết từ buổi sáng thế. Ở trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 21 thì chiên con đã chịu giết rồi, chứ không phải đợi cho đến khi Chúa Giê-xu đến thì chiên con mới chịu giết. Và chúng ta thấy rằng là cái kế hoạch của Đức Chúa Trời nó rất là rõ ràng, mạch lạc ở trong Kinh Thánh. Và đó là một kế hoạch hoàn hảo để rồi tôi và anh chị em, khi chúng ta hiểu, chúng ta tin
và chúng ta bước vào và chúng ta hiểu được, thì lòng chúng ta luôn luôn ở trong sự bình an. Các môn đồ đã bối rối khi mà Chúa Giêsu tỏ cho họ biết rằng Ngài sẽ được đi. Nhưng mà Chúa nói rằng các ngươi chớ có bối rối và đừng sợ hãi. Ngài trấn an họ và cho họ biết chắc chắn một điều rằng là cái kế hoạch của Chúa Trời đã có cho những người tin Ngài. Cho nên chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì Chúa đã có kế hoạch cho chúng ta. Như vậy, nước tiên đàng đã sắm từ khi bụi sáng thế. Nhưng mà chỗ ở dành cho những người tin Chúa Giêsu chính là nàng dâu của Đấng Christ, thì do chính Chúa Giêsu, chính bàn tay của Ngài thiết lập sắm sẵn một cái chỗ đó tuyệt vời như thế nào, chúng ta đã xem từ đoạn 19-20 và chúng ta đã thấy, xin lỗi, đoạn 21, thì chúng ta đã thấy là cái sự tuyệt hảo, đẹp, tuyệt vời của cái nơi mà Chúa sắm sẵn, nào là tường thành bao nhiêu, cao bao nhiêu, dài bao nhiêu, làm bằng chất liệu gì, thì Chúa đã chuẩn bị, Chúa làm hết cho chúng ta. Cho nên chúng ta không cần phải lo lắng và sợ hãi về vấn đề này. Chúng ta là người được ở trong cái kế hoạch tuyệt hảo của Đức Chúa Trời. Anh chị em không cần phải lo lắng về vấn đề này. Hãy tiếp tục vững vàng đức tin như chính Phaolô, là ta đã đánh trận tốt lành, đã xong việc chạy và đã giữ được đức tin. Và ở trong Khải Huyền cũng nói rằng gì? Là khá giữ trung tính cho đến chết thì ta sẽ ban cho người mão triều thiên của sự sống. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn nhìn thấy đức tin của chúng ta khi Ngài trở lại. Chúa muốn nhìn thấy đức tin của chúng ta cho đến cuối cùng của cuộc đời của chúng ta. Như vậy sự kết thúc là có hai giai đoạn, hai vấn đề. Một là kết thúc khi chúng ta kết thúc chặng đua ở trên đất. Hai là kết thúc khi Chúa Giêsu Ngài trở lại. Và cả hai điều này, nếu chúng ta còn sống cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại, thì chúng ta thấy rằng là đức tin chúng ta vẫn hoàn toàn trung tín với Ngài và không có một cái gì lay động. Thì nước thiên đàng dành cho chúng ta. Hay là Chúa đã sắm sẵn và nơi mà chúng ta được ở đó là ở cùng với Ngài, ở trong Jerusalem mới mà ở trong Khải Huyền chương 21 có nói. Bây giờ chúng ta bước vào trong cái chi tiết của đoạn 22. Thiên sứ chỉ cho tôi xem xong nước sự sống trông như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Như chúng ta đã thấy được cái sự bày tỏ ở phần đoạn 21 ở trên á, tôi xin đọc từ câu 22 để chúng ta em nắm, rồi chúng ta đi qua 22 câu 1. Chương 21 câu 22, ở đó tôi không thấy đền thờ nào vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều ở trong đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời mặt trăng để soi sáng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lối cho, và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã được biên tên trong sách sự sống của chiên con. Như vậy, có một cái sự bày tỏ rõ ràng ở đây dành cho những người ở trong thành. Đó là những người có cái tên trong sách sự sống của chiên con. Và chúng ta thấy trời mới đất mới thì có các dân ở đó, rồi các vua ở đó. Các dân này đó là các dân đã trải qua đại nạn, là những người được trải qua 1000 năm bình an ở trên đất. Và họ là cư dân, họ sẽ trở thành cư dân của trời mới đất mới. Một nhà giải kinh khác, họ cho rằng là Chúa sẽ tạo nên một cái một dân mới, theo như Ngài tạo dựng để dân này được sống ở trong trời mới đất mới. Có một sự khác biệt của dân sống ở trong đất mới và dân sống ở trong Jerusalem mới. Dân sống ở trong Jerusalem mới đó là những con người mặc lấy thân thể vinh hiển giống như thân thể Chúa Giêsu, và chúng ta được ở trong thành vì chúng ta được giá chuộc của huyết của chiên con một cách trọn vẹn, một cách thánh khiết, một cách công chính tuyệt đối. Cho nên chúng ta thuộc về chiên con, là những người tin, bước đi và giữ bước đi và trung tín với Chúa cho đến ngày cuối cùng, là những người được ghi tên trong sách sự sống của chiên con. Cho nên chúng ta sẽ khác với cư dân của đất mới. Cho nên cư dân của đất mới muốn được vào Jerusalem mới thì cư dân đó phải có một cái điều kiện. Điều kiện đó là gì? Chúng ta sẽ nói đến phần sau để chúng ta biết được cái điều kiện của cư dân ở trên đất mới đi vào Jerusalem mới là như thế nào. Hãy nhớ rằng tôi và bà chị em không phải sống trong thể linh lúc bây giờ, nhưng mà chúng ta sẽ sống trong thân thể vinh hiển. Thân thể vinh hiển khác giới linh ở chỗ nào? Giới linh là chỉ có phần linh mà không có cái phần thân thể. Nhưng mà
thân thể vinh hiển thì nó bao gồm cả phần linh và phần thân thể được biến hóa. Thân thể được biến hóa giống như thân thể của Chúa Giê-xu. Khi thân thể Chúa Giê-xu ở trên đất, thân thể đó là thân thể giống như thân thể của chúng ta, nhưng mà không bị cái sự rủa sả. Nhưng mà Chúa Giê-xu lại, sau khi Ngài qua đời, Ngài chết và Ngài sống lại, thì cũng thân thể đó, nhưng mà sống lại thì trong cả chết, thì Chúa Giê-xu mang lấy thân thể vinh hiển. Và thân thể vinh hiển này không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Thân thể vinh hiển này nó khác với thân thể vật lý của chúng ta. Thân thể vinh hiển này không chết. Thân thể vinh hiển này không thể đâm bằng dao mà chết, hay là bất cứ một cái gì mà làm cho thân thể vinh hiển này chết. Thân thể này đã vượt sự chết mà đến sự sống qua Chúa Giê-xu, hay là bởi Chúa Giê-xu. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, cho nên tất cả những người chết ở trong thân Christ đều sẽ được sống lại trong ngày cuối cùng. Hiện nay thân thể này gọi là thân thể hai chết. Thân thể này nó bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Thân thể này bị giới hạn, bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, bị ảnh hưởng bởi thời tiết, bị ảnh hưởng bởi không khí, bị ảnh hưởng bởi những chất, những cái thức ăn bẩn thì chúng ta ăn vào chúng ta có thể bị chết. Chúng ta bị ảnh hưởng. Nhưng mà thân thể vinh hiển đó là thân thể không thể chết. Giê-xu đồ Phao-lô đã giải thích cặn kẽ ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15. Tôi muốn chị em đọc lại vài câu kinh thánh này liên quan về thân thể vinh hiển. Cô-rinh-tô nhất chương 15. Dạ, xin đọc câu số 40. Dạ. 40. Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Amen. Không, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 ạ. Cái đó đang làm chương 14. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Amen. Rồi xin mời chị đọc tiếp câu 42 cho đến câu 49. Dạ. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy, thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiêng liêng. Ấy vậy có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống, nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước. Ấy là thể huyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thể nào thì cũng, thì những kẻ thuộc về đất cũng thể ấy. Người thuộc về trời thể nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Amen. Dạ, yeah, chúng ta thấy ở đây có một cái sự bày tỏ rất là rõ, sự do phân tích, giải thích của sư đồ Phao-lô. Nói một cách khác, đây là sự mặc khải cho chúng ta nhìn thấy được là sau sự chết có điều gì và sự sống lại của thân thể của chúng ta nó như thế nào. À, xin một đọc tiếp từ câu 50 cho đến câu số 54. Dạ. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa, và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng
Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ có một cái thân thể không hay chết. Chúng ta sẽ mặc lấy thân thể không hay chết. Hiện nay thân thể là thân thể hay chết. Cho dù anh chị em có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, dù cho chúng ta mua những cái loại thuốc gọi là phước gì đó, cải tử hoàn sinh hay là như thế nào đi chăng nữa, thì do cho dẫu là nhìn thấy rất là tươi tắn, nhưng thực sự những cái tế bào ở trong cơ thể chúng ta gọi là thân thể hay chết. Cho nên nó sẽ bị già nua theo thời gian. Và cuối cùng là cái bình này nó không chữa chúng ta được nữa, con người bị trong được nữa. Và nó phải ngưng lại. Thân thể hay chết này sẽ bị trả về bụi đất. Phần linh, chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ ở nơi paradis. Tại đó. Cho đến ngày Chúa, tiếng kèn của Chúa thổi, thì sao? Chúng ta xem thêm ở trong Tê-xu-ni-ca thứ nhất chương 4. Từ câu 13 cho đến câu số 18. Dạ. Yeah. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không nên trước những người đã ngủ rồi, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Amen. Yeah. Qua những sự bày tỏ này của sứ đồ Phaolô thì chúng ta thấy là chúng ta không có lo lắng và sợ hãi bất cứ một cái gì về sự chết. Chết bây giờ hay là chết trước, chết sớm, chết muộn, điều đó không quan trọng. Là tất cả chúng ta, phần linh hồn của chúng ta thuộc về nơi Đức Chúa Trời, Đấng đã ban nó. Nói cách khác là phần linh của chúng ta sẽ ở nơi paradis chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại. Và khi trở lại rồi thì Chúa khiến cho thân thể của chúng ta sẽ được sống lại trong thân thể vĩnh hiển. Và chúng ta sẽ được đồng cai trị với Chúa trong 1000 năm. Sau 1000 năm đó chúng ta sẽ ở nơi Jerusalem mới, chứ không phải là chúng ta vẫn sống là không phải là cư dân ở trên đất này. Đó, như vậy thì anh chị em thấy rằng là trong sự bày tỏ của Kinh Thánh thì chúng ta sẽ không còn có lo lắng, không còn sợ hãi, không còn ngờ vực, và cứ hết lòng yêu mến Chúa, phục vụ Chúa. Ngày hôm nay hãy tự do để bước đi với Chúa. Chúng ta có thể phục vụ Chúa ở trong mọi góc độ. Chúng ta được cái ơn nào, hãy phục vụ Chúa cái ơn đó. Cơ hội nào hòa thuận, yêu thương, hãy hết lòng hòa thuận với tất cả mọi người. Điều kiện nào có thể tha thứ được, hãy tha thứ, vì Chúa đã tha thứ chúng ta. Điều kiện nào cưu mang, giúp đỡ, dâng hiến, làm những công việc của Chúa, làm được bất cứ một cái gì, hãy hết lòng mà làm. Giúp được cho ai đó, hãy hết lòng giúp đỡ. Như Kinh Thánh Chúa nói, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Cho nên, cái điều mà chúng ta, bao nhiêu người họ sợ hãi, họ tìm kiếm, nào là trường sanh bất tử, nào là họ dùng những cái tiền bạc để họ hối lộ cho Diêm Vương hay là cho những bậc gọi là các thánh, để hầu cho làm sao để linh hồn của họ được siêu thoát, thì tất cả người đó đều trở nên vô nghĩa, ngoại trừ con đường duy nhất, đó là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu khẳng định, ta là đường đi, là chân lý, là sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Cho nên chúng ta là người đã có Chúa Giê-xu, tin Chúa Giê-xu, chúng ta biết mình đã có cái đường đi, đó chính là Chúa Giê-xu. Và anh chị em hãy trung tín để thờ phượng Đức Trời, và chúng ta ở trong cái mối tương giao với Đức Trời qua Chúa Giê-xu. Như vậy, anh chị em sẽ an tâm, không còn lo lắng bất cứ một cái gì cả. Phần còn lại là Chúa đã an bài cho cuộc đời của chúng ta. Còn chúng ta sống trên đất này, hãy dùng với cả những gì chúng ta đang có phục vụ Đức Chúa Trời. Phục vụ Chúa có nghĩa là phục vụ anh em mình. Phục vụ Chúa có nghĩa là rao giảng phúc âm. Phục vụ Chúa có nghĩa là thương yêu, chăm sóc, vân vân. Đó là cái cách mà chúng ta có thể phục vụ Chúa ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta xem trở lại đoạn 22 Khải Huyền.
Thiên sứ chỉ cho tôi sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Khi nói về cái sông nước sự sống, thì anh chị em thấy ở đây là từ xuyên suốt Kinh Thánh đã có nói về sông nước sự sống, đã có nói về cây sự sống. Chúng ta xem xét lại để xem coi điều này đã có như thế nào được ở trong Kinh Thánh rồi. Chúng ta xem Sáng Thế Ký chương 2. Sáng Thế Ký chương 2 câu 8, câu 9. Dạ. Yeah. Đoạn Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen ở về hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Jehovah Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Amen. Amen. Dạ, yeah, chúng ta thấy rằng là Chúa cho loài người ngay mục sư bị thoát ra ngoài, không biết là mục sư có biết không? Chắc là chị Tuyết gọi điện cho mục sư rồi.
Mục sư có nhắn á chị, mục sư có nhắn á Thu Huyền. Dạ. Mục sư nói là mục sư bị trục trặc đường đường truyền á. Dạ. Xíu mục sư gọi lại liền. Dạ. Hello anh chị em. Nghe lại được chứ ạ? Alo. Nghe rõ đây mục sư. Dạ dạ, xin lỗi. Dạ. Bị trục trặc. Rồi. Chúng ta tiếp tục nha. Chúng ta trở lại ở trong sáng thế ký chương 2. Thì chúng ta mới vừa nghe đọc ở trong sáng thế ký chương 2 câu 8 câu 9 là Đức Chúa Trời Ngài đã có một cái kế hoạch cho loài người và Ngài đã lập một cảnh vườn tại Eden. Về hướng đông, đặt người mà Ngài vừa dựng nên đó ở đó. Có nghĩa là đó là cái kế hoạch của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng. Nó không phải là một sự tình cờ. Eden này là một cái nơi mà Chúa muốn cho loài người ở. Đây là một cái nơi tuyệt vời, đầy đủ tất cả. Và sau khi con người phạm tội thì Chúa đuổi con người ra khỏi Eden. Nói một cách khác là từ khi con người phạm tội cho đến bây giờ, con người không được trở lại Eden, không được ở trong Eden. Như vậy trong Eden có cái gì ạ? Trong Eden có cái gì mà Đức Chúa Trời đuổi con người ra khỏi và con người không được ở trong đó, không được vào trong đó? Chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký chương 2, câu 15 và cho đến câu số 16. Dạ. Yeah. Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng:
Ngươi được tự do ăn hoa quả, các thứ cây trong vườn, nhưng về cây điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Dạ. Ở đây Chúa cho ăn tất cả các cây ở trong vườn. Trong Eden đó có nhiều cái loại cây, nhưng mà đặc biệt có hai cái cây ở trong đó. Và Chúa chỉ cấm không cho ăn một cây, đó là cây biết điều thiện và điều ác. Còn tất cả các cây khác Chúa đều cho, kể cả trong đó có cây sự sống. Dạ, bây giờ chúng ta xem ở trong đoạn 3. Câu số 24. Dạ. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Dạ, chúng ta thấy ở đây có cái cây sự sống. Chúa muốn cho con người ăn, nhưng mà con người chưa ăn. Con người chọn không ăn trái cây sự sống, và con người chọn ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Tôi muốn mở rộng chỗ này một chút. Hiện nay tôi nói thật với chị em rằng con người của chúng ta đó thích ăn trái cây biết điều thiện điều ác hơn là ăn trái cây sự sống. Trái cây sự sống trong đó có cái gì? Trái cây sự sống được cái gì? Một chút chúng ta sẽ nói đến cái sự sống, và sông nước sự sống cũng như cây sự sống có cái gì. Nhưng con người lại không chọn để mà ăn. Giống như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta không có chọn hành xử theo cây sự sống, chỗ đó chính là Chúa Giê-xu. Mà chúng ta lại chọn hành xử theo cây biết điều thiện điều ác. Đó chính là cái sự hiểu biết con người, cái sự phân biệt điều thiện và điều ác của con người. Cho nên nan đề vẫn trồng chất nan đề, và cái cây điều thiện biết điều ác này nó sẽ dẫn đến sự chết. Trong khi cây sự sống là dẫn đến sự bình an, dẫn đến sự vui mừng, dẫn đến sự phước hạnh, dẫn đến sự chữa lành, dẫn đến sự hòa thuận, sự yêu thương, sự thành công và thịnh vượng. Đa phần chúng ta chỉ chọn cái cây biết điều thiện điều ác, chứ chúng ta không chọn cái cây sự sống. Đó là một điều thiếu sót. Và hôm nay nếu chúng ta trong Chúa Giê-xu, chúng ta có Chúa Giê-xu và chúng ta nhận được sự sống đời đời, thì chúng ta sẽ mặc lấy Chúa Giê-xu, hành xử theo cách Chúa Giê-xu, sống theo tiêu chuẩn của Chúa Giê-xu và tập chú vào Chúa Giê-xu, thì anh chị em sẽ thấy sự sống sung mãn của Chúa đến chúng ta. Nó không chỉ về vấn đề nói về thực thể, nhưng nó nói về sự bình an, sự vui mừng, sự yêu thương, sự tha thứ, sự hiệp một. Và chúng ta đem ngay cả thiên đàng sẽ đến ở trên đất này, như lời cầu nguyện mà Chúa nói: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như là ở trời. Như vậy Chúa muốn đem cái tiêu chuẩn của thiên đàng đến trên đất này để biến đổi, không phải chỉ đợi khi chúng ta về với Chúa ở trời mới đất mới, Jerusalem mới, nhưng mà ngay ở trên đất này tiêu chuẩn đó vẫn được hình thành nếu chúng ta chọn cây sự sống. Nếu chúng ta chọn sống theo tiêu chuẩn của cây sự sống, nếu chúng ta chọn ăn nếm tiêu thụ hấp thụ cái cây sự sống, đó là lời hàng sống của Đức Chúa Trời, thì tôi và anh chị em sẽ thấy có sự sống sung mãn của Chúa trong tình yêu, trong các mối quan hệ vợ chồng, con cái, gia đình, anh chị em, cha mẹ và con cái, vân vân. Chúng ta có sự sống đó. Cho nên tại Eden có một cái điều lạ lùng ở tại Eden, và Đức Chúa Trời đã chuẩn bị. Nhưng mà kể từ khi loài người phạm tội thì con người bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Chúa đặt cherubim với gươm lưỡi chói lòa ngăn không cho con người đến cây sự sống. Nói một cách khác, cho đến bây giờ con người không được đến cho cây sự sống. Khải quyền đã bày tỏ dòng sông sự sống. Khải quyền bày tỏ cây sự sống ra cho chúng ta. Mặc dầu Sáng Thế Ký cho đến Xuyên Suốt Kinh Thánh có nói về dòng sông sự sống, có nói về cây sự sống. Và trong Giao Ước Mới chúng ta bắt đầu nếm được cây sự sống đó, chính là Chúa Jesus Christ. Trở lại Sáng Thế Ký chương 2, anh chị em sẽ thấy rõ hơn ở chỗ này. Chương 2 câu số 10 cho đến câu 14. Dạ. Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngã. Tên ngã thứ nhất Ba-bi-sôn, ngã đó chạy quanh xứ Ha-vi-la và nơi có vàng. Vàng xứ này rất cao, đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gi-hôn, chạy quanh xứ Cu-sơ. Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chạy về phía đông bờ cõi Syri. Còn sông thứ tư là sông Euphrates. Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Amen. Dạ, tới câu không, dạ, tới câu câu đó được rồi.
Chúng ta thấy ở đây, chúng ta xem lại câu số 10. Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia làm bốn ngã. Anh em lưu ý con sông này. Một con sông này là con sông từ Ê-đen chảy ra. Và Ê-đen là đâu? Chúng ta trở lại câu 8 đi. Đoạn Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen. Ê-đen đó là một cái nơi rất là tuyệt vời. Rồi tại Ê-đen đó, Chúa lập một cảnh vườn tại Ê-đen. Phần lớn chúng ta gọi là vườn Ê-đen. Nó không đúng. Đây là cái vườn, cái khu vườn. Nó không biết nó lớn bao nhiêu. Nhưng mà khu vườn này được thiết lập tại Ê-đen. Như vậy Ê-đen đó là một cái nơi tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Và Chúa cho con người ở tại đó. Và Chúa lập một cảnh vườn để con người ở đó. Và trong cái cảnh vườn đó, nó có cây sự sống, nó có cây biết điều thiện điều ác. Và trong cái vườn đó, trong cái vườn đó nó có đầy đủ tất cả mọi thứ Chúa đã sắm sẵn cho con người. Và có một điều đặc biệt là gì? Là tại Ê-đen thì có một cái con sông nó chảy ra. Con sông chảy ra. Và con sông nó chảy ra có cái gì ở đó? Nó chỉ làm bốn ngã. Thứ nhất là Bi-xôn. Thứ hai là Gi-hôn. Thứ ba là Hi-đê-ca. Và thứ tư là Ơ-phơ-rát. Bây giờ chúng ta xem ở trong Ê-sê-chi-ên 47. Câu số 1. Cái đó người dẫn ta đem ta về cửa nhà, và này có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa về phía đông vì mặt trước nhà ngó về phía đông, và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà về phía nam bàn thờ. Dạ. Yeah. Ở đây nó con sông ra từ đền thờ. Nó có một con sông chảy ra từ đền thờ. Tức là nơi đó là nơi ngôi của Đức Chúa Trời, nơi ngự của Đức Chúa Trời. Nơi vinh hiển. Con sông này bắt đầu nó chảy ra. Rồi chúng ta xem coi. Cũng trong Ê-sê đoạn 20, đoạn 47. Từ câu số 6. Từ câu số 6 cho đến câu số 9. Bấy giờ xin lỗi. Câu số 12 luôn ạ. Từ câu số 6 cho đến câu 12. Dạ. Yeah. Bấy giờ người bảo ta rằng, hỡi con người có thấy không? Rồi người đem ta trở lại nơi bờ sông. Khi đến đó rồi, này bên này và bên kia bờ sông có cây rất nhiều. Người bảo ta rằng, những nước này chạy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng và chảy về biển. Và khi đã chảy về biển, nước biển sẽ trở nên ngọt. Khắp nơi nào sông ấy chạy đến thì mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống, và ở đó sẽ có loài cắt nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chạy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó. Những kẻ đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy, từ En-gedi cho đến En-gê-la-im sẽ là một nơi để giăng lưới. Những cá trong đó đủ thứ và rất nhiều, cũng như ở trong biển lớn, nhưng những nhạt chằm, những bưng của biển ấy sẽ không trở nên ngọt mà bỏ làm đất muối. Gần bên sông ấy, trên bờ này và bờ kia sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được, lá nó không hề héo rụng và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh, trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc. Amen. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Amen. Chúng ta thấy cái sự bày tỏ, một cái sự khải thị của Chúa cho Ê-sê-chi-ên nhìn thấy được con sông này. Và cái con sông này chúng ta đọc, như hồi nãy chúng ta đọc ở trong Khải Huyền, thì chúng ta thấy có dường như có một gì đó nó tương ứng, phải không? Ở trong Khải Huyền 22 câu 1 câu 2, thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trông như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chạy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống chỗ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá nó dùng để chữa lành cho các dân. Có một cái gì đó nó tương đồng ở đây này. Như vậy anh chị em đã nhìn thấy được cái con sông ở trong Sáng Thế Ký, con sông ở trong Ê-sê-chi-ên. Và bây giờ chúng ta xem ở trong Tân Ước, con sông trong Tân Ước, Giăng đoạn 7 câu 37 đến 39.
trang đoạn 7, 37 đến 39. Dạ. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong lễ kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: "Nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy." Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy, bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Amen. Dạ, yeah, chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký rồi Ezechiel, rồi bây giờ ở trong Giăng, chính Chúa Giêsu đã nói điều đó. Và cũng trong Giăng đoạn 4, câu 13-14. Dạ. Yeah. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời." Amen. Yeah. Với cái sự hiểu biết cạn hạn hẹp của con người, Chúa Giêsu đã bày tỏ từng bước một, giống như Ngài bày tỏ cho người đàn bà Samari bên giếng Sychar này. Lúc đầu bà chỉ nhận biết Chúa là một người Do Thái, rồi nhận biết Chúa từ từ là một đấng tiên tri, và cuối cùng bà nhận biết Chúa là đấng Messiah. Bà đã nhận được nước sự sống ở bên trong lòng bà. Và Chúa nói là ai tin ta thì sông nước sự sống chảy từ trong lòng. Nói một cách khác, tôi và chị em bà đã nếm được cái dòng sông sự sống. Đó là thông qua việc tin Chúa Giêsu, Thánh Linh trời ở bên trong chúng ta như là dòng sông sự sống, tuôn tràn sự sống, nuôi dưỡng, làm cho chúng ta được mạnh mẽ, loại trừ đi những sự chết, những chầm, những bưng, nó những cái nơi đó, nó làm cho chết. Nước sông này chảy đến đâu, kể cả như biển chảy thì đến đâu, thì nó từ mặn nó biến thành ngọt, từ nước đắng nó biến trở nên ngọt ngào, từ Mara trở nên Naomi, rất là tuyệt vời trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta thực đã nếm trải khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu. Có phải anh chị em thấy điều đó trên đời sống của mình không? Chúng ta những cái lời nói chúng ta bắt đầu từ từ, hồi đó có những lời rất là khó chịu, nhưng dần dần tin nhận Chúa, có lời Chúa ở bên trong, Thánh Linh Chúa hành động bên trong, khiến cho cái dòng sông sự sống bên trong của chúng ta bắt đầu tuôn chảy. Như ở trong Châm ngôn đồng 4:23, khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống từ nó mà ra. Và chúng ta bắt đầu nói ra những lời ân hậu, chúng ta nói những lời có sự sống, nói những lời có sự khích lệ, chúng ta nói những lời có sự yêu thương, sự hòa thuận, sự hiệp một, vân vân. Đó chính là dòng sông sự sống bên trong đã biến đổi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang nếm thiên đàng ngay ở trên đất này. Cảm ơn Chúa. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng, từ xuyên suốt Kinh Thánh đã nói về dòng sông này. Từ xuyên suốt Kinh Thánh có nói về cây sự sống này. Nhưng con người không được ăn nó. Cho đến khi con người có Chúa Giêsu, con người bắt đầu nếm được trái cây sự sống, nếm được dòng sông sự sống. Bây giờ trở lại Sáng Thế Ký, mà chị em xem coi cái dòng sông này nó chảy ra, nó có những gì. Trở lại Sáng Thế Ký, chương 2, câu 10. Hồi nãy chúng ta đọc rồi. Một con sông từ Eden chảy ra đằng tưới vườn, từ đó chia làm bốn ngã. Một con sông từ Eden nhưng mà chảy ra bốn ngã. Trong bốn ngã đó thì mỗi một ngã của nhánh sông, hay là một nhánh sông, nó tương ứng với một cái điều phước hạnh ở trong cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất là Bison. Ngã đó chảy quanh xứ Havila, là nơi có vàng. Vàng ở xứ này rất cao, là có nhũ hương và bích ngọc. Giá trị rất lớn dành cho con sông Bison này. Khi từ Eden một con sông chảy ra, giống như bây giờ một cánh tay của tôi đây, là từ một con sông từ Eden chảy ra, nhưng nó chia làm bốn ngã. Ngã thứ nhất là Bison, ngã thứ hai là Gihon, ngã thứ ba là Hideka, và ngã thứ tư là Euphrates. Chúng ta thấy được rằng con sông Bison nó chảy ra có vàng, có nhũ hương và có bích ngọc. Đây là những giá trị rất cao. Rồi con sông thứ hai đó là sông Hideke, xin lỗi, sông Gihon chảy quanh xứ Kusher. Ở đây Kinh Thánh không có ghi lại sông Gihon này nó chảy ra có cái gì. Không thấy. Rồi con sông thứ ba đó là sông Hideke chảy về phía đông bờ cõi Assyri. Assyri là kẻ thù của Israel. Chúng ta thấy rằng là nó không có thấy cái giá trị của con sông thứ ba này. Con sông thứ tư là con sông Euphrates, cũng không có thấy giá trị. Như vậy trong bốn cái nhánh sông này chỉ có một nhánh sông có giá trị sự sống. Còn ba nhánh sông kia, nó không có giá trị sự sống. Không có nhìn thấy có sự phước hạnh, có sự thành công, sự thịnh vượng ở đây.
Cho nên Chúa nói gì? Khá cẩn thận vì tấm lòng của con ngăn ghét vì các nguồn sự sống từ nơi nó mà ra. Như vậy khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu trong cuộc đời của chúng ta, thì Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta, khiến cho những dòng sông cạn tắc kia, khiến cho những dòng sông không sanh ra giá trị kia, nó trở nên có giá trị. Duy chỉ cái con sông sự sống, xin lỗi, con sông Bi-xôn, đó là con sông chảy quanh xứ Havila, là nơi có vàng, nhũ hương và bích ngọc. Đây chính là khi một người tiếp nhận Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình. Nói một cách khác, trong cuộc đời chúng ta, nó có những nhánh sông. Lời nói của chúng ta cũng vậy, nó có những cái nhánh sông. Cái lời nói, có những lời nói có ân hậu, lời nói có sự sống, lời nói có sự tha thứ, lời nói có sự yêu thương, lời nói có sự mềm mại, có sự nhịn nhục, có sự tỉa sữa trong sự mềm mại của Thánh Linh. Nhưng cũng có những lời nói sẵn sớm, có những cái lời nói cọc lóc, có những lời nói định tội, có những lời nói lên án, có những lời nói chỉ trích, có những lời nói gay gắt. Và những cái lời nói đó không sanh ra sự sống, nó chỉ sanh ra sự chết mà thôi. Như vậy, trong khi Chúa đã đặt ở trong lòng của mỗi tôi và anh chị em đều có cái nhánh sông sự sống ở bên trong đó. Và hơn thế nữa, khi tiếp nhận Chúa Giê-xu thì dòng sông sự sống chảy ở trong lòng của chúng ta. Vậy thì anh chị em sẽ xem, nếu như chúng ta dòng sông đó mà chảy ra nào có vàng, nhũ hương và bích ngọc, thì nếu như dòng sông này nó tuôn chảy thì nó sẽ càng ngày càng có những giá trị. Nó sẽ xây dựng tô điểm và làm cho cái giá trị của mỗi chúng ta được tôn lên cao. Nếu chúng ta không phát triển cái dòng sông Bi-xôn này, thì những dòng sông kia nó sẽ chảy ra. Bởi vậy, có những người tin nhận Chúa rồi, thậm chí có những người hầu vì Chúa, nhưng họ quyết định một điều là không cho dòng sông Bi-xôn chảy ra, mà họ chỉ cho cái dòng sông Gi-hôn, dòng sông Hideka và Euphrates chảy ra mà thôi. Anh chị em có nhìn thấy điều đó không? Đôi khi vợ chồng nói chuyện với nhau, thay vì nói một lời ân hậu, chúng ta lại nói một lời không có ân hậu. Anh chị em có muốn nhận lấy vàng, nhũ hương, bích ngọc ở trong cuộc đời của mình không? Đây là những giá trị của thiên đàng. Nó không nói về tiền bạc, nhưng đây nói về những cái giá trị của thiên đàng. Khi bắt đầu lòng của chúng ta quyết định, Chúa ơi, con đã có Ngài, xin sống sự sống của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, xin chảy ở trong lòng của con, Chúa ơi. Xin chảy ra vàng, những giá trị cao nhất. Xin chảy ra bích ngọc. Xin chảy ra nhũ hương, đó là mùi thơm của Đấng Christ được tuôn tràn ra. Và Chúa biến những cái giá trị tạm thời, những cái giá trị của đời, thành giá trị vĩnh cửu và giá trị của trời cho cuộc đời của mình. Xin Chúa sức dầu cho tôi và chị em. Không phải đợi chị vào trời mới đất mới, Jerusalem mới chúng ta mới thấy cái này. Nhưng mà ngay bây giờ ở tại trên đất, chúng ta đã có Chúa Giê-xu, chúng ta đã có dòng sông sự sống ở bên trong. Anh chị em và tôi có quyền chọn lựa cho cái dòng sông nào nó sẽ tuôn chảy. Tôi chọn lựa Bi-xôn, ông bà chị em chọn lựa nào? Và khi Bi-xôn bắt đầu chảy ra thì chúng ta thấy những cái dòng sông không có giá trị kia sẽ bị khóa lại, biến đổi nó, và nó không còn làm tổn hại đến cuộc đời của chúng ta nữa. Nó không làm tổn hại đến người khác nữa. Nhưng mà bắt đầu, chính chúng ta sẽ nếm được nó bằng những giá trị của thiên đàng. Rồi, từ đó nó sẽ chảy ra, đến với cộng đồng, với những anh chị em khác. Thật là tuyệt vời, phải không chị em? Cảm ơn Chúa. David đã nói về cái dòng sông này ở trong Thi Thiên 46. Câu số 4, câu số 5. Thi Thiên 46, câu 4 và câu 5. Yeah. Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có một dòng sông, có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành của Đức Chúa Trời. Dòng sông này nó chảy ở trong đền của Đức Chúa Trời. Đền Đức Chúa Trời đây, dòng sông này đang chảy.
Và tại nơi thiên đàng, dòng sông đó đang chảy. Nơi mà chúng ta sẽ đi đến. Bây giờ chúng ta đang nếm. Và chúng ta biến những giá trị tạm thời, giá trị của đời, giá trị không có giá trị, nó trở thành một nơi có giá trị tuyệt vời, giá trị của thiên đàng. Đó chỉ là chúng ta mới nếm ở bên ngoài thôi. Chúng ta mới nếm thôi. Mà chúng ta đã thấy sự ngọt ngào đó. Chúng ta thấy sự bình an đó. Chúng ta thấy sự phước hạnh đó. Nhưng còn điều mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta nếm, cho chúng ta trải nghiệm khi chúng ta bước vào trong Jerusalem mới, chúng ta sẽ thấy nó sẽ là tuyệt vời dường nào nữa. Trở lại sách Khải Huyền 22. Ở giữa phố thành và trên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng ra trái, một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. À, như chúng ta đã nói ở trong Khải Huyền đoạn 21, thì có những dân cư, có những vua ở trong đất mới, nhưng họ không được vào Jerusalem mới. Jerusalem mới chỉ có những kẻ được biên tên trong sách sự sống của chiên con ở đó cùng với chiên con với cái trời mà thôi. Còn những kẻ khác thì họ ở đất mới. Jerusalem mới là một nơi chúng ta không biết nó có phải trực tiếp giống như là Jerusalem ở trên đất. Nó nằm luôn trên trái đất và nó là một nơi chốn. Nhưng theo tôi tin, nó không phải là một nơi chốn ở trên đất mới. Nhưng nó là một thành riêng biệt. Mà Kinh Thánh ghi lại thành đó là một cái hình khối. Có 12 cửa, có 12, có nền. Rồi có đầy đủ, có điều mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã sắm sẵn. Và nó chính là trực thuộc của Đức Chúa Trời ở trong thiên đàng. Nó là một phần của thiên đàng. Và thậm chí Kinh Thánh nói gì? Chính Chúa Ngài sẽ đến để ở với chúng nó. Chúng ta trở lại đoạn 21. Câu 3. Tôi nghe một tiếng lớn từ ngay đến nói rằng, này đền tạm Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ lấy ơn Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài trực tiếp, Ngài đến, Ngài ở trong Jerusalem mới, cùng với những người được chuộc, những người được ghi tên trong sách sự sống của chiên con. Và tại trong cái thành phố đó, có một cái cây. Cây này, nó trổ 12 mùa, mỗi tháng, một lần ra trái. Chúng ta trở lại ECN 47 một chút đi anh chị em. Chúng ta xem lại ha. Câu số 12, gần bên sông ấy, trên bờ này và bờ kia sẽ sanh đủ các thứ cây có trái ăn được. Lá nó không hề héo rụng và trái nó cũng không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới vì những nước nó, vì những túi nước nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc. À, những cây này để làm gì? Nó dùng để chữa lành cho các dân. Nào, câu hỏi đặt ra cho chúng ta là gì? Tại sao ở trong trời mới đất mới mà vẫn cần phải có sự chữa lành? Ở đây nói rằng nó chữa lành cho các dân. Dân này chắc chắn là dân cư của đất mới, của trời mới đất mới này. Vậy thì tại sao ở trong trời mới đất mới lại vẫn cần có sự chữa lành cho các dân? Rồi, xin mời anh chị em chúng ta có thể góp ý về phần này ạ. Em nghĩ là tại vì những cái dân mà khi mà họ cũng được ở trong thành này thì là những người mà cứu sau đại nạn ấy, mục sư. Không, họ không ở trong thành nha. Dân này là ở ngoài thành nha. Ở ngoài thành ạ? Ở ngoài thành, họ là ở đất mới. À, ở đất mới. Dạ. Thì những người đấy thì không được chuộc bằng huyết của Chúa Giêsu ấy, mục sư. Còn mình thì là mình được chuộc bằng huyết của Chúa Giêsu và mình có dòng sông sự sống rồi. Thì còn những người này thì phải ăn cái lá cây đó để được có sức và được chữa lành ấy. Theo em là như vậy. Cảm ơn Hiền. Có ai có ý kiến khác không ạ?
xin mời anh chị em. Chúng ta cứ góp ý, không có gì phải sợ sai cả. Đây. Chị đang học mà. Mời chị Tuyết. Hình như có anh Sơn ở đây không? Mời anh Sơn. Dạ, mục sư gọi tôi á. Dạ, dạ. Sao ạ? Nãy giờ anh có nghe câu hỏi, có theo kịp câu hỏi mà. Mục sư nhắc lại đi ạ. Dạ. Yeah. Tức là ở tại đất mới, trời mới, đất mới và Jerusalem mới thì là nơi người công bình ăn ở. À, những cái ác đã bị được loại trừ rồi. Nhưng mà tại sao ở đây có một cái cây mà cái trái nó ăn và cây đó, những cái lá nó dùng để chữa lành cho các dân. Thì dường như là ở đây đang nói về là có bệnh tật trong trời mới, đất mới. Tại sao là có bệnh tật? Tôi thì tôi nghĩ thế này. Bây giờ đầu tiên á là phải nghĩ rằng có cái cây đó để chữa là nhóm dân, bởi vì dù sao chăng nữa chúng ta cũng biết rằng cái lòng thương xót của Chúa dành cho không phải chỉ có con dân của Chúa không, mà cả cho người ngoài đạo. Bởi vì Chúa yêu tội nhân, Chúa ghét tội lỗi mà Chúa yêu ngay cả những người còn chưa có tội, mà cho kể cả người chưa tin Chúa, Chúa vẫn yêu thương. Còn quan trọng họ được phước hay không là họ mở lòng nhận Chúa thôi. Rồi trong đời sống con dân của Chúa cũng thế, kể cả con dân Chúa chứ không phải người ngoài đạo nữa. Thì bây giờ có đôi khi sắc quyên chưa có sự tiên quyết, để rồi còn có điều này điều kia để có thể là bị cái điều khác, bị ma quỷ lừa dối, và cần có những điều đó để mà làm cho đời sống con dân Chúa nhìn nhận và hướng lòng về Chúa nhiều hơn. Cảm ơn anh Sơn. Dạ, dạ. Chúng ta lưu ý chỗ này ha, là tức là ở đây là không còn là trời cũ đất cũ nữa, mà là trời mới đất mới rồi nha. Dành cho người ăn ở, như người công bình ăn ở. Rồi. Có ai có câu trả lời khác không ạ? Có ý kiến nào khác không? Nếu chúng ta theo dõi trong đoạn 21, chúng ta nghe lại cái loạt bài đó thì anh em sẽ hiểu được rằng cư dân ở trong đất mới, trời mới này đó là từ đâu mà có vậy? Chúng ta nói rất rõ là nó là các dân ở các nước đi giữa sự sáng của thành đó, và các vua ở trên đất sẽ đem sự vinh hiển của mình vào đó. Rồi câu 26, người ta đem sự vinh quang phú quý của các dân đến đó. Jerusalem mới trở thành trung tâm của sự thờ phượng của trời mới và đất mới. Như vậy cư dân của đất mới đó chính là những con người trải qua đại nạn hoặc trải qua 1000 năm bình an, những người là còn sống sau cơn đại nạn, những người còn sống sau cái trận chiến ở trong đoạn 20 khi con rồng được thả ra và dỗ dành người ta, và có một cái trận chiến rất là lớn ở tại nơi đây, tức là những người còn sống sót thì những người đó sẽ là cư dân của đất mới. Những người không biết tới sách sự sống bị quăng xuống hồ lửa rồi cùng với ma quỷ rồi, nhưng những người còn lại đó là những người trải qua 1000 năm, đó là những cư dân còn sống ở trên đất này. Đức Chúa Trời Ngài cuốn cái đất cũ, trời cũ như cái áo, đó là cái sự mặc khải mà sứ đồ Phi-e-rơ nhìn thấy. Cái từ cuốn nó giống như là dẹp qua một bên để rồi bắt đầu bước qua một cái trang mới. Với cái nhìn đó, với cái khải tượng đó, thấy rằng một cái trời cũ đất cũ nó cuốn qua rồi. Còn cái trời mới đất mới được hình thành và nó có một sự khác biệt, đó là đất mới này không còn biển nữa, không còn nhìn thấy biển nữa. Nhưng mà vẫn còn nước, nhưng mà không có biển nữa. Và những cư dân đó không được vào trong Jerusalem mới. Những người vào được Jerusalem mới chỉ là những người có tên trong sự sách sự sống của chiên con mà thôi. Vì vậy, cư dân nào muốn vào được Jerusalem mới
thì cư dân đó phải ăn cái trái cây hay là ăn cái lá đó, ăn cái lá trái cây đó để làm thuốc để chữa bệnh. Cái bệnh này nó không phải giống như sự rủa xả, nhưng mà cái bệnh này đó chính là nó thiếu một cái tiêu chuẩn, nó không đạt đến cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, không đạt đến cái tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn, đủ sức lực để có thể vào được, chiêm ngưỡng được, đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời được. Nó giống như khi con người ở trong cái thân thể xác thịt này thì chúng ta không thể nào nhìn được mặt Chúa vậy. Bây giờ chúng ta xem điều này để chúng ta thấy rõ hơn. Sáng thế ký 33 câu 17 cho đến câu 23. Dạ. Gia-cốp đi đến sư cốt, bèn cất một nhà cho mình ở. Xin lỗi, xuất cái giấy tờ ký. Dạ. Bây giờ. Xuất đoạn 33 câu 17 đến câu 23. Dạ. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, vì ngươi được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi vậy. Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi. Làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót. Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đức Giê-hô-va lại phán: Đây có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bộ đá, lấy tay ta nghe ngươi, che ngươi, cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi, ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta chẳng được. Amen. Dạ. Yeah. Anh chị em thấy rằng là không thể thấy mặt Chúa được. Tại vì sao? Con người đã mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho nên không thể thấy mặt Chúa được. Khi ở trong Ê-đên thì Adam nhìn thấy Chúa mỗi ngày. Nhưng khi phạm tội rồi bị đuổi ra khỏi Ê-đen thì con người từ kể từ đó, loài người được sinh ra không thể nhìn được mặt Chúa. Vì Chúa nói là ai thấy ta, người đã chết. Kể cả một người lãnh đạo tuyệt vời như là Môi-se cũng không thể thấy được Chúa. Nhưng mà trong Tân Ước thì sao? Chúng ta xem ở trong Cô-lô-se đoạn 1, 15. Cô-lô-se đoạn 1, 15. Dạ. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Amen. Em dạ. Rồi, văn đoạn 14 câu 8 và câu 9. Dạ. Philip thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta tức là đã thấy cha. Sao ngươi lại nói rằng xin chỉ cha cho chúng tôi? Amen. Yeah. Tân ước thì Chúa Giê-xu Ngài mặc lấy hình thân thể của con người, và Ngài bày tỏ quyền phép của trời đến trên đất. Như vậy thì thấy Chúa Giê-xu tức là thấy cha. Như vậy chúng ta thấy rằng là ở trong trời mới đất mới đó, thì tất cả những người tin nhận Chúa Giê-xu đều có khả năng để thấy cha. Nhưng mà những người chưa có Chúa Giê-xu, hay là những người chưa có đủ tiêu chuẩn, thì người đó phải ăn trái cây sự sống, ăn cái lá của nó thì mới có sức lực để có thể đến gần Chúa được. Như ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu số 7 nói rằng là: Kẻ nào thắng thì ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở nơi Paradise. Cho nên anh chị em thấy ở trong Khải Huyền ở đây cho chúng ta cái sự mặc khải, một cái hình ảnh của thiên đàng, một hình ảnh của trời mới đất mới, Jerusalem mới, để rồi chúng ta sẽ hiểu được rằng chúng lúc đó sẽ như thế nào. Có một cái rất là mơ hồ là người ta nói như thế này: tin Chúa được lên thiên đàng, ở Chúa mãi mãi, xong hết. Nhưng mà không phải, Khải Huyền không nói như vậy.
chúng ta đã học ra từng chương, rồi từng câu, rồi từng chữ, chúng ta đã mổ xẻ, chúng ta nhìn thấy. Khải Huyền không nói như vậy. Khải Huyền nói chúng ta sẽ ở một cái nơi mà Chúa Giê-xu Ngài sắm cho chúng ta. Tại nơi đó có đầy dạy sự vinh quang, tại nơi đó có sự sáng của chiên con và Đức Chúa Trời là sự sáng của thành. Tại nơi đó không cần mặt trời, tại nơi đó không có ban đêm. Tại nơi đó có sự thờ phượng, tại nơi đó có sự năng động, tại nơi đó có sự bình an, tại nơi đó có sự đầy dẫy sự vui mừng, tại nơi đó không còn sự rủa xả, tại đó không có sự chết chóc, tại đó đầy dẫy những cái sự bình an, sự phước hạnh, sự thành công thịnh vượng mà Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta được hưởng, là loài người được hưởng. Có thể chúng ta chưa hình dung được hết, chỉ là một cái sự hé mở để chúng ta có thể nhìn thấy mà thôi. Cảm ơn Chúa. Trở lại Khải Huyền 22. Cho nên anh chị em hiểu được cái chỗ này là tại sao có cái sự sống ở đó, tại sao có cái cây mà trái ra mỗi một tháng ra một lần, còn lá nó để chữa lành cho các dân. Các dân phải đem vinh hiển vào đó, các vua phải đem sự vinh hiển vào đó, các nước phải đem sự vinh quang phú quý vào đó. Câu số 3 của 22. Chẳng còn sự nguyên rủa nữa, ngôi Đức Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài hầu hạ Ngài. Câu 4. Chúng sẽ được thấy mặt của Chúa và danh Chúa ở trên trán mình, đêm không còn có nữa. Đây là cái sự tiếp tục, là sự bày tỏ nguyên rủa không còn nữa. Thực tế, cái sự rủa xả được chấm dứt khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, bởi vì Chúa Giê-xu là đấng đã gánh sự rủa xả thay chúng ta. Galati đoạn 3 câu 13 nói rằng, khốn thay cho kẻ bị treo cây gỗ. Như vậy thì Chúa Giê-xu Ngài đã gánh cái sự rủa xả cho loài người của chúng ta trên thập tự giá. Tôi xin đọc lại ở đây đầy đủ hơn. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, vì có lời chép đáng rủa thay là kẻ bị treo cây gỗ. Như vậy Chúa Giê-xu bị rủa xả hay là chịu rủa xả thay chúng ta trên thập tự giá, trên cây gỗ rồi. Để như vậy, để tôi và chị em bắt đầu thì tiếp nhận Chúa, chúng ta lại mở ra một chương mới. Chúng ta cắt đi cái nguồn rủa xả để mở ra cái nguồn của sự phước hạnh. Cái phước hạnh đó nó đi vào cái phước hạnh của thuộc linh, trở thành làm chủ. Tức là cái phước hạnh thuộc linh là chìa khóa để mở ra các phước hạnh khác. Và chính chúng ta trở thành chủ của cái đời sống này, và chính chúng ta phải biết quản trị đời sống chúng ta như thế nào. Thánh Linh của Đức Trời ngự ở trong tâm linh của chúng ta. Và chúng ta gọi Đức Trời A-ba là cha. Nhưng Chúa cho chúng ta cái quyền quản trị, để rồi chúng ta biết quản trị đời sống chúng ta như thế nào. Chẳng hạn Chúa nói hãy tiết độ và tỉnh thức, vì kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống rình mò trong anh em, nó có thể nuốt người nào có thể nuốt được. Cái sự tiết độ đó nó không chỉ nói về liên quan về đề ăn uống, nhưng sự tiết độ đó nó liên quan về vấn đề thời giờ, liên quan đến chăm sóc đền thờ của Chúa, liên quan vấn đề ngủ nghỉ, liên quan vấn đề cái công việc chúng ta làm. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Như vừa rồi khi mà tôi bị ngã bệnh, tôi và bác sĩ khám, họ nói rằng là cái lý do tôi bị đó là bởi vì thức khuya, lo lắng, làm việc quá sức. Cho nên chính cái điều đó là cái sức đề kháng bên trong cơ thể nó không đủ mạnh để nó chống lại. Cho nên Kinh Thánh nói gì? Chúng ta phải tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, nó rình mò chung quanh anh em, nuốt người nào nó có thể nuốt được. Cho nên sẵn đây tôi cũng nói với chị em rằng chúng ta hãy tiết độ, hãy tỉnh thức. Chúng ta tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong nghỉ ngơi, chúng ta tiết độ trong việc làm. Nói một cách khác là quân bình ở trong cuộc sống. Và phải biết chăm lo cái thân thể nơi đền thờ của Chúa nữa, cho nó khỏe. Ăn uống cũng phải là ăn khỏe. Cho nên ngày xưa tôi đi công việc Chúa, đi đến đâu người ai dọn cái gì ra ăn cái đó theo như Chúa Giê-xu dạy. Bất cứ nơi nào cái người đi đến, người ta dọn cái gì cứ ăn hết thảy. Tôi nói với anh chị em rằng đủ thứ. Nhiều khi tôi nói rằng sao Chúa tạo dựng cái máy này nó lạ quá. Chẳng hạn như một cái chiếc xe hơi chạy xăng thì phải đổ xăng vô chạy, nếu đổ dầu vô là nó sẽ hư. Còn xe chạy dầu thì phải đổ dầu, chứ đổ xăng vô là chạy không được. Nhưng mà cái máy này đổ cái gì vô nó cũng chạy được hết. Mà đôi khi mình đổ lung tung hết, đều trong một ngày nào là chúng ta ăn đủ kiểu, uống đủ kiểu vào. Và cái máy này nó chạy, và cái bộ lọc của chúng ta, nó là cái gan, cái thận của chúng ta, nó lọc riết rồi không nổi luôn.
Bởi vì sao? Ăn quá nhiều những cái chất mà nó quá tải cho sức khỏe. Cảm ơn Chúa trong trời mới, đất mới, Jerusalem mới, sự nguyền rủa không còn nữa. Mà chúng ta đã nếm sự nguyền rủa không còn nữa ngay khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu ở trên đất này. Và tiếp những bước của những sự thành công, sự phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Xin Chúa cho tôi và chị em nhận ra được điều này. Rồi ngay trên đất này chúng ta cũng có một cái lối sống gọi là lối sống khỏe. Lối sống khỏe. Hallelujah. Trở lại câu 4. Chúng được thấy mặt Chúa và danh Chúa ở trên trán mình. Ở đây chúng ta thấy là gì? Họ sẽ có danh Chúa ở trên trán của mình. Như vậy danh của Chúa đây chính là gì? Như chúng ta đã nói rồi, danh của Ngài chính là lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Khải Huyền chương 19, câu số 13. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời của Đức Chúa Trời. Mỗi một người có mặt ở trong Jerusalem mới, thì danh của Chúa sẽ được ghi ở trên trán của họ. Hay nói cách khác, Ngài đóng cái dấu ở trên trán. Anh chị em để ý cái điều này nó đã có từ trước. Xin mở ra Sáng Thế Ký chương 4. Câu số 13, 14 và 15. Này ngày nay Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất này. Tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất. Rồi sảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. Đức Giê-hô-va phán rằng bởi cớ ấy nếu ai giết Ca-in thì sẽ bị báo thù 7 lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in thì chẳng giết. Amen. Có một cái dấu mà Chúa Ngài muốn đánh trên người. Mặc dù Ca-in là một người là một tội đồ, nhưng mà ông sợ hãi sau khi ông giết A-ben. Và ông năn nỉ Chúa và Chúa nói được rồi. Chúa đánh dấu. Ai giết A-ben, Ca-in thì sẽ bị đền đáp 7 lần. Mặc dù ông là một người tội đồ. Đó cũng là cái lòng nhân từ của Đức Chúa Trời trên con người phạm tội. Cũng giống như tôi, quý bà chị em vậy. Chúng ta đã có dấu của Chúa. Anh chị em muốn hay không, chúng ta đã có dấu của Chúa. Ngài đã ghi khắc rồi. Kinh Thánh ở trong sách Ê-phê-sô chương 1. Câu số 13. Ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Amen. Chúa đã hứa. Yeah. Amen. Yeah. Chúng ta lại có được cái dấu ấn của Thánh Linh. Còn Phaolô ông diễn tả như sau, Galati đoạn 6 17. Galati đoạn 6 câu 17. Ước gì từ nay về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Amen. Dù chúng ta không nhìn thấy cái đốt dấu vết đó, tôi không nhìn thấy cái ấn chứng của Thánh Linh trên anh chị em cũng không nhìn thấy ấn chứng đó của Thánh Linh trên tôi. Nhưng mà chắc chắn chúng ta có ấn chứng. Trong giới linh nó nhìn thấy. Cho nên khi mà những con trai của Sê-va đủ quỷ, nó nói sao? Giê-xu là ai ta biết, Phao-lô là ai ta biết, còn ngươi là ai? Có nghĩa là có một cái dấu ấn của Chúa ở trong đời sống của tôi và quý bà chị em. Dấu ấn đó theo chúng ta mãi mãi. Dấu ấn theo chúng ta vào trong nơi vinh hiển. Dấu ấn đó theo chúng ta vào trong Jerusalem mới này. Và chúng ta có ghi một cái tên, đó là gì? Lời của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Như vậy, được đóng ấn bởi lời Đức Chúa Trời, được đóng ấn bởi Thánh Linh của Chúa, tức là được biệt riêng cho Chúa, và là người sẽ bày tỏ Chúa ra ngay trên đất này, chứ không phải chỉ chúng ta bước vào trong Jerusalem mới. Và tại nơi đây chúng ta sẽ không cần đến ánh sáng của đèn hay là ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Chúa Trời soi sáng cho, và chúng ta sẽ trị vì đời đời. Tôi và chị em sẽ cùng với Chúa sẽ trị vì những cư dân ở trên trời mới, đất mới này. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tạm dừng ở đây. Xin Chúa ban phước cho tôi và chị em là người có dấu ấn của Chúa, là người được biệt riêng ra Chúa, là người sẽ thuộc Chúa và ở trong Jerusalem mới.
cùng với Chúa trị vì đời đời trong trời mới, đất mới trong tương lai. Chúng ta tạm dừng ở đây và ngày mai chúng ta sẽ kết thúc khai quyền. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý bà chị em. Xin tạm biệt bà chị em. Xin giao giờ lại cho chị Tuyết ạ. Dạ, cảm ơn sư. Chúc mời Liễu con nguyện ạ. Thơ Liễu. Liễu ơi. Thuyền còn đó không Thuyền? Dạ. À, cái mời Thuyền cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin mời mọi người hiệp ý với em dâng lời cầu nguyện cho lời của Chúa ngày hôm nay. Hallelujah. Cảm tạ Chúa, Cha nhân từ của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con được đến với lời của Chúa là lời hằng sống. Cảm ơn Chúa vì qua sách Khải Huyền, đoạn 22, Chúa bày tỏ cho chúng con biết được rằng chúng con được ở cùng với Chúa và chúng con được ở trong dòng sông sự sống của Ngài. Và không phải chỉ khi chúng con ở trong Jerusalem mới, chúng con mới kinh nghiệm được điều đó. Mà ngay từ khi mà chúng con tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa thì chính dòng sông sự sống đấy tuôn chảy ở trong lòng của mỗi chúng con. Như Chúa Giêsu đã nói, ai khát hãy đến và uống, ta sẽ ban cho nước sự sống và nước đấy uống không bao giờ khát nữa và nó sẽ tuôn chảy ra thành một mạch nước từ trong lòng chúng con văng ra cho đến sự sống đời đời. Chúng con cảm tạ Chúa vì sự sống của Ngài ở trong chúng con. Và Chúa ơi, xin Chúa Ngài cũng ban cho chúng con một tấm lòng mới và làm mới lại trong chúng con một tâm linh chính trực ngay thẳng để chúng con biết được rằng tất cả các nguồn sự sống từ nơi tấm lòng của chúng con mà ra. Chúng con luôn luôn gìn giữ tấm lòng, cẩn thận gìn giữ tấm lòng của chúng con. Cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, xin Chúa Ngài cũng bày tỏ lẽ thật đó cho anh chị em chúng con biết là trong mỗi chúng con luôn luôn có dòng sông sự sống của Ngài. Và chính Đức Thánh Linh là dòng sông sự sống và chúng con bơi nội trong đó. Xin Thánh Linh của Ngài sức dầu cho chúng con để chúng con ngập chìm trong Ngài, Chúa ơi, để chúng con đi theo đường lối của Chúa. Chúng con không làm theo những ưa muốn của xác thịt. Chúng con luôn luôn đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh qua lời của Chúa. Cảm tạ Chúa. Nhân danh của Chúa Jesus Christ, con cũng cầu xin Chúa Ngài ban ơn sức dầu cho mục sư Bửu, cũng như Ngài thêm sức và gìn giữ ông trong bóng cánh của Ngài. Xin Chúa Ngài cũng ban phước cho hết thảy anh chị em chúng con là những người nghe lời của Chúa, học lời của Ngài, để chúng con bước đi và làm theo, để chúng con kinh nghiệm được dòng sông sự sống ngay ở trên đất này, Chúa ơi. Bởi vì Chúa nói rằng ý của Ngài ở trên, ở dưới đất cũng như trên trời, và chúng con được kinh nghiệm thiên đàng ở ngay trên đất. Cảm tạ Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài, như Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em chúng con, cũng như gìn giữ chúng con, bảo vệ chúng con như con ngươi của mắt Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con đồng một ý, hiệp một lòng dâng lời cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa ban phước cho mọi người, cho cả nhà mình. Amen. Anh chị em có câu hỏi gì không? Anh chị em có câu hỏi gì thì hỏi nha. Mục sư ơi, mục sư nói là những cái người mà vào để ăn cái trái của sự sống đấy là những người mà sau đại nạn và sau 1000 năm, đúng không ạ? Và họ phải ăn cái trái đó để mà mới vào được. Nào họ có đi vào trong Jerusalem không hả mục sư? Trong thành không, hay họ chỉ họ vào thành để họ thờ phượng. Nhưng vâng, mà muốn vào thành đó phải ăn cái lá cây đó mới vào được. Dạ, vâng ạ, em hiểu ạ. Cảm ơn Chúa.